Rồi, như vậy là mình đã mở khóa chuyên môn cho Gia Cát Lượng rồi anh em ạ. À, quá bá đạo luôn. Wow, thức tỉnh thành công. Ôi, con Gia Cát Lượng cái hiệu ứng của nó dã man thật chứ. Rồi, rồi, wow, skill. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Một con chỉ huy mà chắc đã làm cho anh em chơi cái game rock này tốn rất nhiều game vào ngày hôm nay. Đó chính là con chỉ huy Gia Cát Lượng. Một con chỉ huy cung thủ mà được rất là nhiều anh em đánh giá là chỉ huy cực kỳ mạnh ở cái meta hiện tại với cái sát thương đam AOE. Chính vì video ngày hôm nay, đúng ra hôm nay là vòng quay kỵ binh nhé anh em, nhưng mà bởi vì Gia Cát Lượng nó là tướng mới, thế nên là anh em vẫn có thể quay được tướng cung thủ ở trong cái vòng quay này. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành quay và mát con chỉ huy cực kỳ hot như thế này. Và không cần phải suy nghĩ gì đâu anh em ạ, con này là chắc chắn anh em phải mát. Nó giống như là phiên bản nâng cấp của dây rồi, xịn hơn dây rất là nhiều. Và cái tác dụng và cái tác dụng ở trong trò chơi này thì cũng cực kỳ tốt, đánh nhau cũng được nè, mà mình nghĩ là thủ nhà cũng cực kỳ mạnh luôn. Thêm một cái nữa là đánh on field thì cũng gọi là best rồi anh em ạ. Vậy thì không có việc gì mà chần chờ mà không quay Gia Cát Lượng cả. Mình sẽ xem thử là hồi sáng chủ quạt quay mất một phát mà không biết được tượng nào không. Gia Cát Lượng à, vẫn chưa được tượng nào anh em ạ. Vẫn không tượng. 32k game mà không đủ 10 tượng chiều hồi thì nó hơi đen đúng không anh em. Tới mốc đây là được 5 rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành quay luôn nha. Tướng mạnh mà cần gì phải suy nghĩ anh em ạ. Con này là cứ thế mà búa thôi. Một chọc xoáy 5, nổ phát 8 tượng là đủ luôn nè. 2 chọc 3, à chưa, cái đấy không tính. 3 chọc. Wow, xém tí nữa thì lên được cái mốc 5 anh em ạ. 1, 2, 3, 4, tính ra là cũng ngon đấy chứ. 4 tượng cam nhưng mà chỉ được 2 tượng Gia Cát Lượng. 2 tượng với 5 tượng ở trong gói này nữa là mới được 7 tượng, thiếu 3 tượng nữa anh em ạ. Thôi quốc cái đánh xoáy 5 nữa đi. 8 tượng nè, khỏi tốn game nè. Trời ơi, thằng tóc. Wow, đúng là nhân phẩm có khác anh em ạ. Nhân phẩm đỉnh vãi cho trưởng luôn. Quá đỉnh luôn. 8 chọc, 9 chọc, thêm một tượng cam là 9 chọc. Ok, vậy là mình đã đủ 10 tượng để chiều hồi rồi anh em ạ. Biển như cái chén luôn. 5 tượng Gia Cát Lượng. Ok, bây giờ vào chiều hồi nhá. Đây, 16 tượng Gia Cát Lượng mới nãy chắc được 3-4 tượng cam nữa đấy. Tính ra hơi bị lời đúng không anh em. 20 tượng cam rồi còn gì nữa. Skill rất là đẹp nhá anh em. Skill rất là đẹp, lát nữa mình mà nâng mát xong thì mình sẽ mang ra bắn thử cho anh em xem luôn. Gia Cát Lượng cung thủ đa năng và kỹ năng, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu anh em ạ. Con này là mặc định là mát phải mát nha anh em. Auto mát. Ôi, 1370 tượng cam, kinh dị quá anh em ạ. À, quên chứ, nâng lên level 60. Bây giờ cũng chưa định hình được là con này sẽ đi chính hay đi phụ, thế nên là nâng level 60 luôn đã nhá anh em. Ôi sao, quá trời sao, quá ca sao, ngại gì mà không nâng. Quất là quất cho nó hết luôn. Level 30 rồi. Đúng rồi. Một lần nâng trang nó là đủ.
50. Hai sao nữa là đủ mà bấm quá trời luôn, chắc là do là mình phải dự sao quá, bấm khí thế luôn em à. Tưởng mới ra phải là mát liền, kinh thật. Quá đã đúng không anh em, chơi game này cứ phải tưởng mới ra là mát, tưởng mới ra là mát. Như vậy nó mới đã. Rồi bây giờ mình nâng kỹ năng nha. À, về cái kỹ năng của nó ấy, thì anh em cứ nâng bộ skill là 5, ưu tiên skill đầu tiên lên level 5, rồi đến cái kỹ năng thứ hai lên level 5, rồi tiếp tục thì đến kỹ năng thứ ba và cái kỹ năng thứ tư nhé anh em. Xét thương kỹ năng, ồ con này cái kỹ năng nào của nó cũng ngon đấy anh em ạ, kỹ năng nào của nó cũng ngon hết, thế nên là cứ nâng theo thứ tự thôi anh em. Còn đây là mình đủ tượng để mát, chính vậy là không cần phải nâng theo thứ tự, nâng random luôn. Chứ còn nếu như mà anh em không đủ tượng thì anh em cứ nâng 5111 rồi tới 5511 rồi tới 5551 rồi cuối cùng là mát. Con này mình thấy kỹ năng nào cũng ngon hết. Wow, về các lượng mà tướng cung mà nhìn khét thật, đúng là tướng mạnh anh em ạ. Cứ AOE mà sát thương to là mặc định là con tướng khỏe đúng không anh em. Như con gì là con tướng quốc dân, chắc con gì anh em người ta chơi vẫn phải 4-5 năm và nó vẫn chưa bị Ameta. Thì con này là phiên bản nâng cấp của gì thì mình không biết là chắc khi nào game shop thì nó mới bị Ameta này. Ca tượng cam, không ca tượng cam. Ghê thật. Rồi, như vậy là mình đã mở khóa chuyên môn cho Gia Cát Lượng rồi anh em ạ. Quá bá đạo luôn. Wow, thức tỉnh thành công, xuất sư nhất biểu. Sau khi vào trận, đội quân chỉ huy này nhận được hiệu ứng võ hầu, tăng 10% sát thương trong 15 giây. Mỗi lần kỹ năng hỏa thiêu tân giả hoặc chung võ hầu gây ra sát thương kỹ năng, đội quân chỉ huy này dẫn ngay 30 thịnh nộ. Còn hồi nộ nữa. Wow. Rồi bây giờ thì mình sẽ cộng tài năng cho nó nhé anh em. Đa năng, kỹ năng và cung thủ. Đa năng, kỹ năng và cung thủ. Đây, mình sẽ cộng cái điểm này. Rồi như vậy là mình đã có một cây tài năng cho con chỉ huy Gia Cát Lượng rồi anh em ạ. Anh em cũng có thể tham khảo cây tài năng như vậy nhé. Mình nghĩ là chắc không cần phải cộng mát cái nhánh kỹ năng đâu, mát nhánh hồi nộ đâu, mà cộng như vậy là mình nghĩ sẽ ok hơn nè. Ở đây có Nebu, anh em cũng có thể đánh Nebu với Gia Cát Lượng nha anh em. Nebu Gia Cát Lượng là một cặp nè. Đó, anh em cũng có thể đánh Nebu Gia Cát Lượng. Hoặc anh em cũng có thể đánh Gia Cát Lượng với lại Di nhé. Ở đây mình thấy có thêm Di nữa nè. Gia Cát Lượng với lại Di nè. Rồi, mình nghĩ cặp này sẽ là cái cặp mà rất là nhiều anh em mong chờ để xem cái hiệu quả tấn công của cặp này nó như thế nào. Vậy thì bây giờ mình cũng sẽ test thử luôn cho anh em xem nhé. Mình sẽ không chọn đội hình vũ trang, cũng không chọn... ở đây sẽ không có trang bị và cũng không có đội hình vũ trang gì luôn nhé anh em. Rồi,
lý yếu đánh mạnh. Không phải rồi, trên màn hình của anh em thì anh em cũng có thể thấy được là mình đang sử dụng cái tài khoản của mình luôn, là nền Văn Minh Pháp nhé anh em. Còn đây là Kỵ Đức nè, thì chắc chắn là cái tài khoản của mình thì nó chuyên về lĩnh bộ Pháp hơn, nhưng mà thôi kể test thử cho anh em xem, thêm thử cái hiệu ứng xem nó như thế nào nhé. Bên đây thì mình sử dụng Vũ SC, cũng là cặp bộ mà chắc là nhiều anh em mong chờ nhất. Vũ SC hiện tại thì VIP là bằng nhau, đều VIP 16 hết, và không có trang bị, không có vũ trang gì hết nhé anh em. Bên này cũng tương tự luôn. Còn Gia Cát Lượng với là Di cũng không trang bị, không vũ trang. Ok vô. Cung thủ mới Gia Cát Lượng sẽ như thế nào đây? Ôi còn Gia Cát Lượng cái hiệu ứng của nó dã man thật chứ. Rồi rồi, go skill. Ghê thiệt. Trời ơi, nó bắn skill kìa. Như cái biển lửa luôn. Đồ vô quét xì gãy rồi. Cặp Gia Cát Lượng với Di vẫn còn máu trắng, vừa xuống máu vàng luôn. Đam trắng mình thấy cũng ngang nhau ấy. Và nay hai thằng chết chung rồi. Trời ơi, con Gia Cát Lượng mà skill nó hiệu ứng cỡ này thì thôi, nó lát cỡ nào anh em. Lát kinh điển luôn. Lát lắm. Lát siêu kinh điển. Skill đẹp quá mà. Kỹ năng, ồ ôi, vũ Betsy xuống máu vàng, máu đỏ luôn kìa. Nãy xuống máu vàng trước, giờ xuống máu đỏ trước. Bù dày cái lượng gì khỏe phết này. Hai con đều AOE hết nha anh em. Vũ Betsy cũng AOE và Gia Cát Lượng với là gì cũng AOE luôn. Đây là mình đang sử dụng lính đặc nhiệm của Pháp ấy. Còn bên kia là công thủ đó, công thường. Thua một xí thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Nhìn chung là cặp Gia Cát Lượng với Di có vẻ mạnh đúng không anh em? Quá mạnh. Cặp này mà nó bắn phi thì đúng là sát thương, mày nói là chùm sát thương kinh khủng khiếp. Bồ mày, nó thắng máu còn nhiều phết đấy chứ. 34k T5 kìa. Ghê thiệt. 22 28k. Công bộ tấn công cung, phòng thủ cung, sức mạnh cung, máu cung là 89 lần. Bên đây máu bộ có 66, thiệt hại kỹ năng 66%. Đam trắng là cũng ngang nhau. Ôi con Gia Cát Lượng với là Di nó ra skill trước. Cái địch nè, lượt thứ 9 nè. Sau khi vào trận chiến, đội quân chỉ này dẫn đầu nhận được hiệu ứng võ hầu, tăng 10% sát thương trong 15 giây. Mình sẽ thử thêm một lần nữa, đó là Gia Cát Lượng với lại Di với lại SC Melmet thử nhá anh em. Con Melmet cũng mát rồi, để thử được coi như thế nào. Vô. Ôi con Gia Cát Lượng cho nó bật cái hiệu ứng lên lát thế nha.
nhiều hiệu ứng là nó lag lắm anh em à. Ồ, xin mềm mét có vẻ nhiều máu nè. Đây là xuống máu vàng. Ôi, team em mét khỏe thế. Mét khỏe luôn. Ôi, cặp này máu ác thật. Cặp gian lượng với dây tụt máu vàng trước luôn kìa. Ủa, team em mét khỏe nha. Mét khỏe. Rất nhiều máu. Win rồi. Ồ, cặp này khỏe phết. Với lại con Mehmet nó được thưởng năng lực quân đội, thế nên là nó mang được nhiều lính hơn nha anh em. Cái này là do đặc trưng skill của nó, chứ anh em đừng, nhiều anh em sẽ hiểu nhầm là tại sao một bên nhiều lính, bên ít lính. Là bởi vì cái đặc trưng của con kỹ năng của tướng nó đã như vậy rồi. Cái này thì không thể xếp cho nó bằng lính được. Thì đó là cái điểm mạnh của tướng mà. Lãnh đạo thì nó sẽ mang được nhiều lính. Ồ, win luôn mới ghê chứ. Mình cứ tưởng SC Mehmet chết còn nhanh hơn bố SC nữa, nhưng mà không ngờ là vì được thưởng nhiều máu nên là cuối cùng nó lại trâu hơn. Trâu mà sát thương nó cũng nhiều chứ không phải là trâu mà sát thương nó ít anh em ạ. Thế nên cặp này nó đánh ôn tiêu khỏe đó vậy á, SC Mehmet nè. Wow, khỏe ác luôn. Xin cặp cùng méo mà. Tính ra lên gia cái lượng dây đi săn bộ nhưng mà cũng chưa chắc đâu nè. Cũng chưa chắc đi săn đâu. Wow, bị thương nặng 29k nè. Nãy nó xin quan vũ 28k, vũ SC 28k, bây giờ bị thương nặng 29k là cũng chưa chắc đâu. Đây nó mang nhiều lính hơn nhé anh em, 230 210, là bởi vì thưởng năng lực quân đội của helmet đấy. Đây nè, cũng chưa chắc đi săn ai, cũng chưa chắc là ai đi săn ai đúng không anh em. Mọi thiệt hại 35%. Sức mạnh đội quân trừ 30%. Con SC nó đi bút máu nè. Tấn công cùng 50%. Trừ, đánh với con SC bị trừ máu liên tục. Tấn công cung, ôi 150% công cung. Cặp cung giá màn, công cung nó cao kinh. 150% nè. Rồi ok, như vậy là hôm nay mình đã tiến hành quay mát ra cái lượng một con tướng mà theo đánh giá chung thì nó cực kỳ tốt, giống như là gì vậy anh em. Không cần phải lăng tăng suy nghĩ là có nên lên mát gia cái lượng hay không đâu anh em ạ. Thực sự rất là nên. Và cái bộ kỹ năng thì anh em chỉ cần nâng 5, lúc đầu anh em chưa đủ tượng, anh em có thể nâng 5111, sau đó nâng lên 5551, rồi cuối cùng là mát. Đó như vậy. Còn về kết hợp tướng thì mình nghĩ là DVD là như anh em thấy là cũng khá là tối ưu về lượng sát thương rồi. Tuy nhiên cặp này sẽ là cặp sẽ được ưu tiên đánh trên World Field đầu tiên. Có nghĩa là mục tiêu sẽ còn chết. Cặp này chỉ chết sau quang vũ, mình đánh giá chung là chỉ chết sau mỗi cặp quang vũ BC thôi. Quang vũ BC nó đi bủ cầm lặng thì nó khó chịu hơn. Đồng ý là cặp này đam to nhưng mà vẫn phải đánh vũ BC trước. Thì cặp này sẽ là cặp chết thứ hai. Gia các lượng với lại gì và bị sát thương rất là nhiều. Nếu như anh em có Nebu cũng có thể đánh Nebu với gia các lượng nha anh em. Bởi vì con Nebu ở đây nó chưa mát nên mình cũng không test cho anh em được. Hẹn anh em những video lần sau. Nếu như anh em nghĩ xem có cái kết nối nào tốt hơn thì anh em cũng thể comment những video nhé.